Vâng, trước mắt chúng ta thì đây là một cái quá trình khai thác ở nước ngoài hả vậy ha. Người ta sẽ dùng máy xúc xúc sâu xuống dưới lòng đất tầm 5 đến 6 mét để mà khai thác. Thì như quý vị thấy là cái quy trình khai thác của họ gồm có xe máy và kể cả công nhân hả vậy ha. Và họ rất là nghiêm túc với bao tay, bởi vì các dòng đá của chúng ta nó cũng có độ sắc bén khá là cao hết vậy ha, nên dễ gây tổn thương. Và quý vị có thể thấy là cái sự nâng niu bốc những cái búp thạch anh cũng như là những cái tinh thể thạch anh của người nước ngoài rất là nghiêm túc hết vậy ha. Đó là một cái quá trình khai thác cực kỳ nghiêm túc và khốc liệt. Và như quý vị thấy là khi mà những cái tinh thể được khai thác và tìm thấy thì họ cần phải vệ sinh. Và LNG rất thích cái cách vệ sinh của nước ngoài, họ vệ sinh rất là tự nhiên, không ngâm qua ô salit hả vậy ha. Vì khi mà ngâm qua ô salit lại một thì cái dòng đá của chúng ta nó từ chất pha lê thì nó sẽ đổ sang màu trắng đục trong độ từ 2 đến 4 năm hả vậy ha. Ví dụ như đây quý vị thấy là cái tinh thể khá trong nè, nhưng mà ở dưới nó lại có một tảng mây mờ. Thì ngâm với ô salit thì nó sẽ chết đá, nó đục dần từ dưới lên trên và thẳng luôn nguyên cây hả vậy ha. Đó là lý do tại sao dân yêu đam mê và tinh thể thì họ đều phải thay đổi và mua hàng mới liên tục, là vấn đề đó ở quá trình vệ sinh của Việt Nam chúng ta. Và đối với những cái búp hoặc là những cái tinh thể thạch anh thì cái quan trọng nhất của nó là những cái chớp và những cái cạnh nó phải vô cùng sắc bén và nguyên si. Đó là cái giá trị của nó. Về những quả thạch anh của chúng ta thì quý vị có thể thấy là nó tinh khiết hết vậy ha. Tinh khiết như pha lê, chớp cạnh còn nguyên vẹn. Thạch anh của chúng ta khác với lại những cái thạch anh hồi nãy ở đầu video ở chỗ nào. Như quý vị thấy thì hàng của chúng ta nó không có bị lớp mây từ dưới chân lên hết vậy ha. Và những cái tinh thể thạch anh như thế này và cũng như là tất cả các dòng đá thì hầu như nó đều được sinh ra trong môi trường dung môi ở ba dạng: rắn, lỏng và khí hả vị ha. Và từ cái nguyên lý đó, LNG cũng đã làm một cái video mô phỏng về cái việc mà kết tinh của những cái thạch anh như thế này ở dạng như là muối hả vị ha, nuôi cấy tinh thể muối, nuôi cấy tinh thể đường hoặc là nuôi cấy tinh thể phèn chua. Và trong quá trình nuôi cấy chúng ta thì chúng ta làm phèn chua hay là làm tinh thể phèn chua hoặc là đường hoặc là muối thì nó chỉ trong vòng 2 ngày thôi là chúng ta có rồi. Nhưng mà những cái tinh thể thạch anh này thì trong vòng 2 năm thì không thấy nó luôn hả vậy ha. Phải đến hàng triệu năm nó mới hình thành được những cái quả tinh thể như thế này. Vâng rồi, thì LNG xin mời quý vị cùng LNG chúng ta trải nghiệm về những cái dòng những cái viên thạch anh hay kimmer hay còn gọi là diamond world hả vị ha. Thạch anh kim cương của chúng ta. Mời quý vị cùng LNG chúng ta trải nghiệm nhé.